Xin chào những quý khách hàng thân thương đã quay trở lại với Uscam Việt Nam cùng Thuận Bún và kênh YouTube mua bán trao đổi xe cũ. Hôm nay em và quý vị và các bạn sẽ cùng nhau dạo một vòng xung quanh showroom để chúng ta xem rằng showroom Uscam Việt Nam hiện đang có gì, cũng như là em sẽ báo giá cho những chiếc xe hiện đang có. Và tính em ấy thì giá bán em rất nhớ, gọi là phiên bản rồi là tính năng của chiếc xe em rất nhớ, nhưng mà có những cái em rất não cá vàng, ví dụ như là mức ốp đô rồi là sản xuất năm bao nhiêu. Thế thôi thì cứ cầm tờ giấy này, nhỡ quên ở đâu thì mình xem ở đó. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau vào đây đi. Ngay ở phần đầu này thì là một chiếc Toyota Rush Rush S 1.5 AT. Đó, một chiếc xe nhập khẩu Indonesia. Sản xuất vào cuối 2021, đăng ký lần đầu vào tháng 1 năm 2022. Một chiếc xe biển Hòa Bình. Đó. Chiếc xe này với mức ốp đô hiện tại đang là khoảng trên 5.000 một chút. Thì em đang chào mức giá là 645 triệu đồng và vẫn còn thương lượng. Đấy. Một chiếc xe mới chạy 5.000 thì thực sự là nó quá mới rồi. Các chi tiết này. Mới tinh tươm luôn. Thiếu mỗi cái ni lông. Rồi. Tiếp theo là một chiếc Mazda 6 2.0 Premium. Chiếc xe này thì sản xuất vào cuối 2020. À, chiếc xe đã có gói tùy chọn cao cấp nên là nó có những cái hay, ví dụ như là bộ la răng 19 inch cũng như là handle đề kính lái. Đấy, một chiếc xe mà thực ra là có nhiều người thì ở trong phân khúc hạng D người ta sẽ không nghĩ đến Mazda 6. Tuy nhiên thì em nghĩ rằng nếu mà đến đây ngồi lên chiếc xe này thì chúng ta sẽ có cái nhìn khác đấy. Cũng như là qua cái hình ảnh thì nó là một cái màu xám lông chuột, thì qua hình ảnh có thể nó sẽ không lột tả được hết vẻ đẹp của chiếc xe này. Rồi chúng ta kéo về đằng sau đi. Một chiếc Civic 1.8G sản xuất vào năm 2021. Đấy, chiếc xe này thì quên ốp đô rồi này. Chiếc xe này sản xuất vào đăng ký tháng 10 2021 này. Ốp đô của nó là 15.000 km. Đây là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và đang được chào với bán với mức giá là 779 triệu đồng, vẫn còn thương lượng. Một chiếc xe mà đã được chủ xe cũ đặc biệt ưu ái lên một cái bộ mâm của bản top này. Rồi là thay cái phần mặt ca lăng. Rồi là thêm bi gầm. Đằng sau thì lắp thêm cảm biến, lắp thêm camera hành trình. Đấy. Chiếc Explorer này thì em bán rồi, 2018 bán rồi. Ở đây là một chiếc Hyundai Santa Fe bản máy xăng 2.4 bản tiêu chuẩn. Đấy. Sản xuất vào năm 2019. Một chiếc xe mới chạy 2.4 vạn. Đúng rồi, 2.4 vạn. Đang được chào với mức giá là 979 triệu đồng. Đó, một lựa chọn rất là hợp lý, một chiếc xe 7 chỗ dưới 1 tỷ. Kéo về đằng sau đi. Ở đây thì em có chiếc xe này nhưng em không bán đâu. Chiếc xe này là em để đi đón khách này, khách vào đến đầu ngõ là em sẽ đi ra đón khách bằng chiếc xe này. Rồi, chúng ta kéo về đằng sau đi. Đằng sau này em có một chiếc một bộ đôi Ford Everest. Đấy. Chiếc này là Ford Everest Titanium 2 cầu này. Dẫn động 4 bánh này. Sản xuất vào cuối 2020. Xem nào, chiếc xe này thì ốp đô là 2,5 vạn. Đó, 2,5 vạn km. Đang được chào với mức giá là 1.339 tỷ. Con kia thì một cầu, Titanium một cầu. Sản xuất vào cuối 2021. Đó, xe mới cứng luôn, chạy mới có tầm 9.000 km, 9.300. Đấy. Một sự lựa chọn rất là hợp lý. Em đang chào con đấy là 1229 và vẫn còn thương lượng thêm. Bên này thì là một chiếc Elantra 1.6 Turbo Sport 2020, thì con này thì em đã nhận cọc rồi. Và một vị khách mặc dù là tuổi thì cũng cứng cứng rồi đấy, gọi là trung niên rồi. Nhưng mà chú ấy thì lại rất thích cái động cơ turbo của Hyundai. Đấy, một chiếc xe mà có rất nhỏ thôi nhưng mà về tính năng thì cực kỳ là đầy đủ, cũng như là mạnh đến 204 mã lực, đạp và dính ghế luôn. Rồi đằng sau này thì em có chiếc Explorer 2018 đăng ký lần đầu 2019. Chiếc xe này là biển Hà Nội luôn. Ngoại thất thì màu đỏ, nội thất màu đen. Một chiếc xe mà ngập tràn công nghệ. Thì em đang chào con này là 1.760 tỷ. Ốp đô của chiếc xe là 3,6 vạn km. Và tất cả những chiếc xe đây thì em đều khẳng định 100% là mức ốp đô đó là chuẩn chỉ, không có tua tung gì cả. Đó. Một chiếc xe rất đẹp. Rồi chúng ta qua bên này đi.
Bên này thì chúng ta sẽ có thêm một chiếc Honda Santa Fe. Nhưng mà em cũng đã nhận cọc chiếc xe này rồi và nó chuẩn bị về làm dâu ở Hưng Yên, Văn Giang Hưng Yên. Đấy, cũng rất gần Long Biên, showroom của bên em thôi. Chiếc xe bản 2.2D Premium, đấy, dầu full đấy của Hyundai. Con này thì rất nhiều bác đang thích nhưng mà có lẽ là hơi chậm rồi vì em đã nhận cọc. Tiếp tục là bên trong này. À mà cái chiếc này là có SCC rồi đấy. Đấy. Tiếp tục là bên trong này thì cũng là một chiếc Hyundai Santa Fe, cũng là phiên bản 2.2D Premium, máy dầu, phiên bản full. Em cũng đã nhận cọc chiếc xe này rồi. Đấy. Một cái màu đỏ mận rất là đẹp mắt. Và chị khách đấy thì khi mà chị đến đây chị nhìn phát là chị ấy yêu luôn rồi. Bên này là một chiếc Ford. Em cũng nói luôn là trong này là những 3-4 chiếc xe trong này là em cũng đều bán rồi. Tuy nhiên thì em cũng giới thiệu qua. Đây là Ford Everest 2018, cũng là phiên bản full hai cầu. Chiếc này thì đâu, chiếc này là 2019 này, chiếc màu vàng cát 2019 này, em đã nhận cọc. Chiếc bên trong là chiếc 2018 màu bạc, em cũng đã nhận. Và chiếc Cross này dành cho một chị khách hàng đang sinh sống ở nước ngoài nhưng mà về Việt Nam và chọn em thuận và gửi gắm một niềm tin vào em, đã đặt cọc chiếc này để đi lại ở Việt Nam. Ngoài ra thì em cũng nhận là tìm xe cho quý khách hàng quan tâm có thể liên hệ theo số hotline đang ghi trên màn hình cho em để trao đổi, cũng như là các bác là đang tìm xe gì thì cứ gọi cho em thuận thôi. Đấy. Màu xe, đời xe, tên xe đấy là em sẽ tìm được. Ngoài ra em cũng thông tin thêm đấy là hiện tại thì bên em đang về, cũng như là ở đây thì em thiếu một con Elantra 2018, cũng là phiên bản 1.6 Sport Turbo đấy. Thì chiếc xe đó thì odo là 34.000 và nó là biển số Sài Gòn, đang được chào với mức giá là 619 triệu đồng có thương lượng. Ngoài ra thì em về thêm một chiếc Polo hatchback sản xuất 2020, đăng ký lần đầu 2021, odo 2 vạn, biển số thành phố. Và điều đặc biệt là chiếc Polo đó có màu xanh dương, màu xanh dương đậm, cực kỳ là đẹp mắt. Và cái nước sơn của dòng Volkswagen thì nó cũng rất là tuyệt vời. Em đang chào con đấy là nhỉnh 600 một chút. Tiếp theo là một chiếc Seltos Luxury 2020 màu cam, sản xuất lần đầu 2020, đăng ký lần đầu 2021, sản xuất 2020 chứ. Odo của nó là 12.000 km và em đang chào là 709 triệu đồng và vẫn còn thương lượng. Một con cọp nữa đó là ES 250 2018. Chiếc xe này đã form mới rồi, form mới nhất ở thời điểm hiện tại. Và nó đăng ký lần đầu vào tháng 4 2019. Odo của nó là 9.000 mai, biển số là biển số thành phố và em đang chào mức giá là 2 tỷ 200 XX. Quý khách hàng quan tâm có thể liên hệ trực tiếp theo số hotline của Thuận để biết XX là bao nhiêu. Và chắc chắn rồi, những chiếc xe bên em bán ra đều cam kết 100%. Đó là không đâm đụng, ảnh hưởng khung gầm chassis, không có ngập nước, thủy kích, giấy tờ hộp số, khung gầm hộp số là nguyên bản, không lỗi, cũng như máy móc. Và giấy tờ là chuẩn chỉ theo quy định của pháp luật, không có tranh chấp, không có phạt nguội. Và em sẽ cũng nhận là vận chuyển xe toàn quốc luôn. Quý khách hàng có thể xem xe online và đặt cọc online. Đó. Những khoản liên kết ngân hàng lên đến 70% giá trị xe, cũng như là quý khách hàng đến đây có thể mang những chiếc xe ở đây đi test ở bất kỳ mọi nơi, làm sao mà đáp ứng được đúng cái yêu cầu chất lượng mà quý hàng đề ra, lúc đó chúng ta mới đến với cuộc mua bán. Và video báo giá của em đến đây cũng sẽ kết thúc và rất mong rằng sẽ nhận được những cuộc gọi của quý khách hàng cũng như là sự quan tâm của khách hàng với những chiếc xe của showroom Uscam Việt Nam. Xin cảm ơn đã theo dõi đến video này và hẹn gặp lại ở những video giới thiệu chi tiết những chiếc xe khác của em Thuận. Xin cảm ơn.